Xin chào mọi người, cảm ơn mọi người đã quay trở lại với kênh thông tin của Ravina. Hôm nay thì chúng ta đến với một số nội dung chính cũng quan trọng đầy đủ và trọng tâm. Tôi hy vọng là chúng ta sẽ lắng nghe và bình tâm để mà không để những cái câu chuyện đi quá xa. Thứ nhất là liên quan đến chị Hạnh mẹ của bé Vân An. Mấy ngày gần đây thì tôi thấy rất nhiều khán giả cho rằng là chị Hạnh mẹ của Vân An đã rút đơn hoặc là có ý định rút đơn. Tức là không có kiện thái nữa với mục đích là để cho Thái không có bị tử hình, nhẹ tội và mau chóng trở về. Với lý do nhiều người đưa ra rằng là chị Hạnh còn vấn vương, còn tình nghĩa vẫn mong rằng là bé còn lại có cha. Cho nên là chị Hạnh mới nhân nhượng như thế. Tuy nhiên á, tôi cũng xin khẳng định luôn, mấy thông tin đó là sai sự thật. Bởi vì từ phía người nhà của chị Hạnh nói rõ đó là chị Hạnh chưa từng có những phát ngôn như vậy. Thứ hai là chị Hạnh không có ý định như vậy. Và thứ ba, đó là người nhà vẫn một lòng cương quý là đi đến cùng. Do đó ở đây thì tôi mong mọi người cũng yên tâm và không nên có những cái bình luận nào đó mà gây tổn thương cho chị Hạnh nữa. Tôi nói thật chứ bây giờ với cái sự ra đi của đứa con của mình như vậy chị chưa có phục hồi về tinh thần đâu. Do đó mọi người bình luận cái gì thì hết sức là cẩn trọng nhé. Cái nội dung thứ hai đó là liên quan đến luật sư. Thì ngày hôm qua tôi có phản biện vài cái luận điểm tôi cho rằng tôi không có đồng ý việc lý giải rằng là Thái Trang ra tay với lại cháu Vân An bởi vì lý do về quá khứ hạnh phúc của chị Hạnh và Thái do ghen tuông do ích kỷ cho nên mới ra tay. Thì sau đó tôi cũng nêu các cái lập luận của cá nhân tôi cũng như là các cái vấn đề mà tôi biết xoay quanh mối tình giữa Thái Trang Hạnh và gia đình của Thái. Sau đó thì cũng nhiều khán giả vào bình luận lên án kịch liệt luật sư Thơm. Nhưng mà thực ra đó cái mục đích của tôi không phải là để mọi người lên án luật sư Thơm, thậm chí là tôi không có nghĩ đến việc là mình ra video clip á là nhằm mọi người lại công kích luật sư như vậy. Bởi vì cái mục đích của tôi duy nhất đó là làm rõ hơn về các cái lập luận để mà mình không bỏ sót về cái động cơ mà Thái Trang đã gây ra cái hành vi đối với cháu Vân An. Có nhiều người nói rằng là cần gì tìm hiểu động cơ, chỉ cần căn cứ vào chứng cứ thì cứ thế mà định tội. Nhưng mà thực ra tôi nói thật với mọi người trong một cái vụ án á, tìm ra động cơ nó cực kỳ quan trọng. Bởi vì khi mà biết được cái động cơ, hiểu rõ về động cơ thì sẽ hiểu rõ về bản chất của cái vụ án đó là như thế nào. Do đó, việc mà tìm hiểu về ngọn nguồn của cái hành vi á thì không một cái cơ quan tố tụng nào người ta bỏ qua đâu. Do vậy cái việc mà phân tích về nguyên nhân nó cũng cực kỳ là quan trọng. Tuy nhiên thì tôi cũng nói rõ rồi, việc mà cơ quan chức năng người ta đang điều tra và có thể có những cái nguyên nhân khác mà nó ghê gớm hơn mà chúng ta là chưa biết. Nhưng mà ngay lập tức à, luật sư á thì Đưa ra một cái lý giải mà tôi cho rằng nó rất nhạt và nó đánh vào tâm lý của nhiều người ấy, Làm giảm đi cái nhiệt huyết của nhiều người Đặc biệt là khi mà phân tích cái tâm lý đó có vẻ là nó rất là nhẹ nhàng Nhưng mà với tôi ấy, thực sự nó không có tương xứng, không có phù hợp với cái hành động mà Trang đã gây ra Tôi đã nói rất là rõ quan điểm Không có cái sự ghen tuông ích kỷ nào Mà trong 4 tiếng đồng hồ Liên tục như thế Dán những cái cú dán Mà gọi là trời dán Xuống những cái bộ phận hiểm của cháu Để cháu mất mạng Thì đó không phải là hành động ghen tuông Một cách bình thường Nếu mà trong vòng hơn một năm đó Chị Hạnh có gặp có tương tác với Thái với bé Thì có thể là có những cái suy nghĩ Theo cái hướng đó Nó phần nào chấp nhận được nhưng mà hơn cả năm trời á, mẹ con không gặp nhau. Rồi á, ngăn chặn mọi cái liên lạc. Chồng cũ, vợ cũ cũng không gặp gỡ nhau, không nói chuyện được với nhau, ngăn cản tất cả vậy. Thì còn cái cơ sở nào để mà giữ cái lửa về ghen tuông như vậy? Tất nhiên tôi nói rõ mọi cái đều có thể là có những cái bất quy tắc. Nhưng mà nếu khi mà đã gọi là bất quy tắc rồi, thì chúng ta không được tùy tiện phát ngôn trên cộng đồng mà chúng ta cứ để chờ đó xem thử là cái kết quả cụ thể cuối cùng nó như thế nào. Vì đây không phải là cái câu chuyện về tiểu thuyết nữa, mà đây là câu chuyện hình sự, là câu chuyện của tội ác. Do đó thì mọi phát ngôn hết sức là cẩn trọng. Thì tôi cũng biết rằng khi mà chúng ta có những cái phản ứng thế này á, thì có thể là hơi sớm và có thể là đụng chạm hoặc có thể là làm tổn thương một ai đó. Bởi vì đôi khi cái tâm người ta thì khác, mà cái nghiệp vụ người ta lại khác. Có những cái nó thuộc về nghiệp vụ nữa chứ không phải là thuộc về vấn đề đạo đức. Nhưng mà chúng ta cũng hãy yên tâm là trong cái vụ này có tới 6 luật sư. Nếu mà có một cái luật sư nào thế nào đó thì vẫn còn những cái luật sư khác. Tuy nhiên thời điểm này cái việc đoàn kết là cực kỳ quan trọng đó. Nên chúng ta hạn chế cái sự mà rẽ chia này kia đi. Và nếu mà cần gì thì âm thầm theo dõi Tất nhiên cái động thái nào đó Cái phản ứng nào đó của chúng ta đó Thì cũng giúp cho người nhà đó Người ta cũng sẽ tỉnh táo lý tính hơn Và tôi từng nói rõ quan điểm rồi Tôi đã từng rất là lo sợ khi mà chỉ có một luật sư Nhưng mà ở đây có sáu luật sư Thì nếu một vị nào đó Mà có vấn đề này Thì vẫn có những cái vị khác Họ sẽ tư vấn định hướng lại Nên mọi người cứ yên tâm không sao cả tôi cũng muốn chia sẻ thêm một chút đó là hiện nay ấy, cũng có một số người cũng uy tín trong cái việc mà đấu tranh đòi công lý cho bé thì họ cũng có những cái tâm lý chán nản này kia muốn dừng này kia thì tôi cũng nói thế này nè thực ra đó trong cái việc này chúng ta đấu tranh vì bé thì đó là tự nguyện cho nên nếu mà chúng ta dừng á thì chúng ta cũng có thể là âm thầm rút lui Chúng ta đến từ nguyện thì chúng ta cũng có thể là đi một cách âm thầm Và tôi cũng hy vọng là các anh chị tránh đưa lên những cái tút á Mà làm cho dư luận người ta hoang mang Bởi vì sự việc của cháu bé thì bây giờ cơ quan chức năng người ta vẫn đang điều tra thôi Tránh làm mà xáo động các tư tưởng chia rẽ nhóm này khối kia thì không nên Đó là cái mong muốn thực sự của Trang Vina Và bây giờ chúng ta đến với một bài của chị Thanh Loan là đại diện cho người nhà của cháu. Kính thưa các cô chú bác anh chị em, thời gian vừa qua, gia đình con Vân An đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của cộng đồng mạng và các cơ quan truyền thông, các luật sư, vân vân. Gia đình con xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Bất kỳ ai lên tiếng cho con đều xuất phát từ tình cảm dành cho Vân An và sự căm phẫn dành cho cái ác. Mỗi một vụ việc xảy ra đều có rất nhiều luồng dư luận xoay quanh nó. Ai cũng có nhận định suy đoán dựa trên lượng thông tin mà mọi người tiếp cận được và sẽ nhận định trên góc nhìn của chính bản thân họ. Vì thế mà đều không phải là cá nhìn tổng quan. Thông tin có đúng, có sai, có mập mờ là được đưa ra bằng nhiều hình thức khác nhau. Từ người có liên quan của các bên trong sự việc này, người xưa đều nói nửa sự thật, không là sự thật, vì vậy gia đình con mong mọi người tiếp nhận thông tin và đừng vội kết luận gì cả nhé. Qua bài viết này, gia đình con muốn khẳng định lại một lần nữa. Thứ nhất, gia đình con không bao giờ từ bỏ đấu tranh mà sẽ luôn làm hết sức để phối hợp với cơ quan điều tra, luật sư để vụ án được xử đúng người đúng tội với khung hình phạt cao nhất. Thứ hai, các luật sư đang giúp hỗ trợ pháp lý miễn phí cho gia đình đều là những luật sư có đủ tài, đủ đức và được gia đình luôn luôn tin tưởng lựa chọn để giúp con và gia đình con đến cùng trong vụ án này. Thứ ba, mọi thông tin về đời tư của mẹ con đều không phải là toàn bộ thông tin được đưa ra từ chính mẹ con. Một cuộc hôn nhân 10 năm không thể gói gọn trong một vài dòng và mẹ con chỉ muốn quên đi để mà tiếp tục sống nuôi em và đòi công bằng cho con vân an mà thôi mẹ con đang tập trung vào việc chuẩn bị hồ sơ tài liệu và làm việc với cơ quan điều tra và chăm sóc về tâm lý cho em trai con nên không thể ngày đêm lên tiếng được mong mọi người thông cảm gia đình con luôn trân trọng và biết ơn các anh chị nhà báo các hot facebooker các bố các mẹ chú anh chị em cộng đồng đã lên tiếng giúp gia đình con mong mà người tiếp tục thương con và đồng hành cùng gia đình con đến cùng ạ à. như vậy với đại diện của gia đình cháu An thì chia sẻ với những cái nội dung mà tôi vừa đọc thì chúng ta hiểu rằng gia đình vẫn giữ một ý chí để mà làm việc với cơ quan điều tra nhằm đòi công bằng đến cùng cho bé Vân An và để cho cả thủ ác được trừng trị thích đáng đúng với tội danh của chúng bên cạnh đó thì mẹ của cháu vân an là chị hạnh á, vẫn đang tiến hành về các cái giấy tờ thủ tục này kia để mà làm việc với cơ quan điều tra trong thời gian tới của clip thì tôi cũng hy vọng rằng mọi người hãy giữ vững tâm lý quan trọng nhất là thời điểm này đừng có nên công kích gì ai cả đặc biệt là những người đang trong vị trí hỗ trợ giúp đỡ cho con cảm ơn mọi người đã lắng nghe nhé xin chào và hẹn gặp lại